Tỉnh Thất Bồng Lai bị khám xét lần hai do phát hiện có thêm thành viên mới, thu được nhiều chứng cứ quan trọng. Chiều 7 tháng 3, Đại tá Văn Công Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, cùng ngày cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh tiếp tục khám xét hộ bà Cao Thị Cúc, 62 tuổi, ngụ tại xã Hòa Khánh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nơi tự xưng là Tỉnh Thất Bồng Lai, nay còn có tên gọi mới là Thiền Am bên bờ vũ trụ. Vì Công an tỉnh Long An khám xét Tỉnh Thất Bồng Lai lần hai là một hoạt động phục vụ công tác điều tra thông thường để củng cố các chứng cứ, làm rõ về ba hành vi của nhóm ông Lê Tùng Vân bị tố giác. Đó là khẳng định của Đại tá Văn Công Minh. Cũng theo Đại tá Văn Công Minh, ngoài tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân, thì thời gian qua, cơ quan an ninh điều tra còn tiếp nhận được những nguồn tin tố giác tội loạn luân và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ông Lê Tùng Vân và một số người tại Tỉnh Thất Bồng Lai. Hiện tại, công an đang tiếp nhận tố cáo này để tiếp tục xác minh điều tra. Có thông tin cho rằng Công an tỉnh Long An khám xét nơi ở của nhóm người ở Tỉnh Thất Bồng Lai lần hai là vì nơi này có thêm thành viên mới. Tuy nhiên, theo Đại tá Văn Công Minh, việc cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An tổ chức khám xét lần hai tại Tỉnh Thất Bồng Lai từ sáng 7 tháng 3 chỉ là một hoạt động thông thường để củng cố thêm các chứng cứ, tìm kiếm chứng cứ mới phục vụ công tác điều tra về ba hành vi mà nhóm ông Lê Tùng Vân bị tố giác. Ba hành vi của nhóm ông Lê Tùng Vân bị nhiều người gửi đơn tố giác tội phạm đến Công an tỉnh Long An gồm lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân, loạn luân, lừa đảo hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cuộc khám xét trong ngày hôm nay, lực lượng chức năng đã thu thập được nhiều chứng cứ quan trọng để phục vụ cho quá trình điều tra, làm rõ về ba hành vi mà nhóm ông Lê Tùng Vân bị nhiều đơn thư tố giác. Khi vụ án có những diễn biến mới về tố tụng, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chính thống cho báo chí, Đại tá Minh nói. Cũng theo vị lãnh đạo này, hiện Công an tỉnh vừa hoàn tất việc khám xét và đang tổng hợp để làm báo cáo về quá trình khám xét thu thập chứng cứ mới. Khi có thông tin mới, Công an tỉnh sẽ chính thức thông tin. Thông tin có thêm người tại Tỉnh Thất Bồng Lai bị bắt là không chính xác, đại diện Công an tỉnh khẳng định thêm. Đầu năm 2022, Công an huyện Đức Hòa, Long An đã khởi tố ông Lê Tùng Vân sinh năm 1932, Lê Thanh Hoàng Nguyên 1990, Lê Thanh Nhất Nguyên 1991, Lê Thanh Trùng Dương 1995 về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân. Trước đó, ngày 3 tháng 1 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa, Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân theo quy định tại điều 331 Bộ luật năm 2015, bổ sung sửa đổi năm 2017. Ngày 5 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố 4 bị can tại Tỉnh Thất Bồng Lai. Trong các bị can này, chỉ có ông Lê Tùng Vân, 91 tuổi, được tại ngoại và bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Các bị can còn lại bị bắt tạm giam để tập trung về một đầu mối có đủ thẩm quyền điều tra các hành vi bị tố cáo còn lại đối với nhóm người do ông Lê Tùng Vân đứng đầu. Cơ quan an ninh điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An đã rút hồ sơ từ cấp dưới ở huyện Đức Hòa. Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa khởi tố bị can, Công an tỉnh Long An đã phối hợp với Công an huyện Đức Hòa phong tỏa nghiêm ngặt toàn bộ khu vực Tỉnh Thất Bồng Lai và khám xét trong nhiều ngày.